Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa, người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu chịu Satan cám dỗ và có các thiên thần Chúa hầu hạ người. Kính thưa quý cô chú bà anh chị em, có một bố mẹ than phiền và chết. Con gái của con bây giờ nó đứng đầu nó khổ lắm, con nói cái gì nó cũng không nghe cả. Nhưng mà bạn trai của nó đứng ở dưới đường huýt sáo cái là nó chạy đi, không biết là có không, các bà có không biết này không đấy chỉ là một trong rất nhiều cái trường hợp chúng ta thấy. Và lý do tại sao mà con cái mình giận nó rất nhiều, mình chỉ bảo nó đủ đường hết mà tại sao thì nó lại không nghe, thì giống như ngày hôm nay chúng ta nghe thấy chứng kiến từ trong bài đọc 1, bài đọc 2 cho đến bài tin mừng. Đấy chính là ý định thì chúng ta không nhìn thấy, ý định của chúng ta mọi người cũng chẳng biết là chúng ta nghĩ cái gì. Chúng ta chỉ nói cho người ta hiểu qua ngôn từ hoặc là qua chính hành động của chúng ta. Và dân Do Thái xưa kia cũng giống như hiện vật, Thiên Chúa không xuất hiện, Thiên Chúa là cái vô hình. Và Ngài thi ân giáng phúc cho dân Do Thái rất nhiều chuyện trong suốt quá trình hình thành một dân viên của Chúa. Nhưng mà còn rất nhiều người dân Do Thái và ngay cả chính chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng bất chấp, chúng ta không hiểu Thiên Chúa nói cái gì cả. Và đây chính là cái điều mà chúng ta nó ngăn trở mỗi người chúng ta để biết được thánh ý của Thiên Chúa là cái gì. Và vì vậy mà việc Chúa Giêsu phục sinh, chết và phục sinh là cái bước cuối cùng mở ra cho mỗi người chúng ta biết được rằng từ xa xưa khi con người dân Do Thái được trong làm dân viên của Chúa thì tất cả những việc mà Chúa làm, tất cả những cái ân sủng mà Chúa ban cho là thể hiện ý muốn của Thiên Chúa và thể hiện cái điều cao nhất mà chúng ta có thể dễ hiểu hơn, đấy chính là thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Và vì vậy mà để hôm nay khi mà ra thực hiện sứ vụ và nói tin mừng cho quân dân biết triều đại của Thiên Chúa đã đến gần, thời kỳ, thời gian bắt đầu hết rồi. Đây chính là thời gian mà chúng ta đến với Chúa, thời gian mà chúng ta có thể hiểu được tình yêu của Thiên Chúa như thế nào đã đến gần rồi và đã hiện diện ngay chính trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần biết. Và vì vậy mà rất nhiều người hiểu lầm là ông Giêsu ông chỉ vì thích thể hiện hoặc là dựa vào quyền năng của Ngài mà ông làm phép lạ này lạ kia để mà ra oai hoặc là để hù thiên hạ thôi, mà chúng ta không đọc được ý nghĩa từ các cái dấu hiệu đấy. Và vì vậy mà hôm nay Đức Giêsu chấp nhận để cho ma quỷ dẫn mình vào trong sa mạc và trong hoang địa để thực hiện một cái chiến tiến trình hay là một cuộc chiến giữa cái xấu và cái ác.
giữa sự thiện và sự lành. Tất cả mọi thứ đều diễn ra hai cái như vậy. Và đây chính là cuộc chiến quan trọng nhất, không phải là cho Chúa, nhưng mà Ngài muốn dạy chúng ta một bài học. Đấy chính là con người của chúng ta vốn dĩ khi mà chưa bị tội lỗi thì chúng ta rất là ok, rất là đẹp. Chúng ta hiểu được ý Chúa như thế nào, chúng ta biết được sống anh chị em chúng ta như thế nào trong tình yêu. Nhưng mà khi mà tội lỗi tràn vào thế gian thì chúng ta đánh mất hết tất cả những thứ đấy. Và vì vậy mà Chúa Giêsu ngày hôm nay dùng chính cái yếu đuối của con người để dạy cho chúng ta một bài học rất là đáng tận. Đấy chính là ý muốn của Thiên Chúa luôn luôn muốn con người của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, sống hạnh phúc hơn, sống tốt hơn, chứ không Chúa nào mà muốn chúng ta phải vất vả khổ cực hoặc là lầm than cả. Và vì vậy mà cái bài học mà Chúa Giêsu muốn nhắc đến cho con người chúng ta, với thân phận yếu đuối của con người, chúng ta cần ơn Chúa, cần phải trải qua tất cả những cái thử thách ở trong cuộc sống, những cái đau khổ, những cái quyến rũ của thế gian này, và ngay cả những cái khiếm khuyết của chính bản thân của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể tự hoàn thiện bản thân, và nhờ ơn Chúa hỗ trợ cho mỗi người chúng ta, thì chúng ta sẽ có cơ may để hoàn thiện chính bản thân của mỗi người chúng ta. Chúng ta trở nên thánh trong chính ở trong đời sống của mình. Đây chính là cái bài học lớn nhất. Và chúng ta thường biết rồi, chẳng có cái thứ gì mà từ trên trời rơi xuống cả. Không có thứ gì từ trên trời xuống. Chẳng ai cho mình công không cả. Và chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta đạt được các thành quả trong công việc, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và đấy chính là con đường thập giá mà Đức Giêsu đã trải qua. Và Ngài chứng minh cho chúng ta, Ngài là con người giống chúng ta về mọi mặt, nhưng mà Ngài chỉ khác chúng ta về tội lỗi thôi. Và Ngài làm gương cho chúng ta để chúng ta biết rằng chính Ngài cũng đã trải qua những tội lỗi, chính Ngài đã vượt qua tất cả những khó khăn đấy để mà đạt đến cái mục tiêu, cái sống, cái sứ vụ của Ngài. Đấy chính là chuộc tội cho con người, cứu độ con người. Thì đến khi của chúng ta cũng vậy. Và đây chính là cái câu trả lời cho mỗi người chúng ta, trong gia đình, ở trong chính đời sống của mỗi người. Nếu như mà chúng ta thường hay thắc mắc, tại sao tôi cũng ăn bấy nhiêu, tôi cũng làm như vậy, tôi cũng khôn ngoan hơn nhiều người, mà tại sao gia đình của tôi lại không được bình an, không được hạnh phúc? Trong đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta có nhiều ông, nhiều bà, nhiều cụ rất là giỏi, nhưng mà tại sao là chúng ta vẫn mãi cứ lầm than, vẫn vất vả, không có được cái bình an của Chúa? Và cái câu trả lời đấy chính là ngày hôm nay. Tại vì trong tất cả những thứ mà chúng ta trải qua trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn chưa nhận ra được cái dấu hiệu mà Chúa nói với chúng ta. Chúng ta chẳng là gì cả trong trên thế gian này, chúng ta chỉ là cát bụi, và cuối cùng chúng ta phải trở thành cát bụi. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được rằng cát bụi mà chúng ta nhờ tình thương của Thiên Chúa, nhờ ân sủng của Chúa, thì chúng ta cái hạt cát ấy lại trở nên quả núi, một quả đồi rất là vững chắc. Và quả đồi của núi đấy nó vững chắc trong nước Thiên Chúa, chứ không phải là trước mặt người đời. Đây là cái giá trị lớn nhất cùng biết của mỗi người chúng ta. Nếu mà chúng ta không chấp nhận được chuyện này thì rất khó có thể mà chúng ta đạt đến được bất kỳ những chuyện gì trong thế gian này, và ngay cả chính trong bản thân của mỗi người chúng ta. Vì vậy mà trong mùa tranh 40 ngày không phải chỉ có năm nay không, mà suốt cả cuộc đời chúng ta, từng ngày từng giờ, chúng ta phải chiến đấu với chính bản thân của chúng ta và chiến đấu với cả thế gian này để chúng ta có thể vượt thắng được. Bởi lẽ chúng ta tin tưởng một điều, Chúa của mình, Đức Giêsu Kitô đã làm được, đã chiến thắng tất cả và chiến thắng cả sự chết nữa, là cái minh chứng rất lớn để chúng ta nhìn thấy được.
Vì vậy mà trong mùa chay, hy vọng quý cụ quý bà quý chị em chúng ta tận dụng tất cả mọi điều kiện cơ hội mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta, ban cho gia đình chúng ta, để chúng ta có thể nhìn nhận con người chúng ta, bản thân của mỗi người chúng ta còn rất nhiều khiếm khuyết, và chúng ta cần ơn Chúa, cần ơn khôn ngoan sáng suốt để chúng ta nhận ra được và chúng ta quay trở lại với tình yêu của Thiên Chúa. Thì con tin chắc rằng không có Chúa nào, và đặc biệt tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng ra tay đón nhận khi mà chúng ta có lòng ăn năn sám hối, chúng ta dứt bỏ tất cả những thói hư tật xấu và con đường tội lỗi để chúng ta đạt được Chúa của mình, đạt được tình yêu, và trong tình yêu đấy chúng ta sẽ cảm thấy được chúng ta bình an và chúng ta sống rất hạnh phúc. Amen. Mời các bạn cùng chúng ta xin kính.